Gặp Phật là không bị thiệt thòi. Phật không để cho ai thiệt thòi. Thật vậy, trong kinh điển Đại Thừa, Phật cho biết rõ điều này qua Phật tánh. Phật tánh là tánh giác ngộ mà tất cả chúng sanh nào cũng có sẵn, không thiếu vắng bao giờ. Đó là nhân giúp cho chúng ta thành Phật quả sau này, nếu chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp. Còn Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, tinh thần đó thực dụng hơn là ngay trong hiện tại, mình mà gặp Phật rồi thì bao giờ cũng được toại nguyện. Chẳng hạn như thời Phật Thích Ca vắng bóng trên cõi Ta Bà này, Phật Bích Chi hay Phật Độc Giác xuất hiện ở thế gian hay làm lợi ích cho quần sanh. Bằng cách mỗi khi xuất định, các ngài thường quán xét nhân duyên, coi ai sẽ là người để các ngài làm lợi ích thiết thực, và biết rằng người ấy ở trong hoàn cảnh nào, dù là lúc hoạn nạn, các ngài vẫn đến để gieo duyên cho cuộc đời họ được thăng hoa lên, chứ không để họ bị thiệt thòi. Bằng chứng là câu chuyện tiền thân của cả nhà ông trưởng giả Ram. Tất cả 5 người, 2 vợ chồng ông cùng 2 vợ chồng con trai và người đầy tớ trong nhà, với một lòng thành kính, dâng trọn 5 phần ăn của 5 người lên Phật Độc Giác, mặc dù đang trong tình cảnh đói khổ. Nhờ vậy mà được phần phước đức lớn lao ngay trong hiện đời và cho cả nhiều đời sau. Một ngày kia, trưởng giả Ram đến hoàng cung chầu vua, gặp thầy tư tế của hoàng gia. Ông hỏi: "Thưa thầy, thầy có xem thiên văn không?" "Được chứ, ông cần gì?" "Xin cho biết vận mệnh của xứ này." "Sẽ có thiên tai." "Chừng nào xảy ra?" 3 năm nữa sẽ có nạn đói." Trưởng giả nghe nói thế, bèn về nhà ra lệnh trồng thật nhiều lúa, đem hết tài sản mua lúa, xây cất 1250 vựa đựng thóc lúa, đổ đầy tràn, còn đổ thêm vào lưu hũ chôn dưới đất. Còn bao nhiêu, ông cho trộn với đất sét, xây thành bức tường. Thời gian sau, nạn đói xảy ra, ông đem số lúa dự trữ ra ăn. Khi cạn hết lương thực, ông gọi thân quyến đến và bảo: "Các người hãy đi vào núi mà kiếm thức ăn. Khi nạn đói qua hãy trở về. Nếu không muốn về cứ ở lại nơi nào mình thích." Tất cả thân bằng quyến thuộc ra đi, chỉ còn lại vợ trưởng giả, con trai, con dâu và người giúp việc Puna ở lại với ông. Cả thảy 5 người. Sau khi ăn hết lúa chôn dưới đất, họ cậy bức tường, ngâm từng mảng vào nước, lượm lúa ra ăn. Nạn đói hoành hành rộng lớn và tường lúa cũng hết. Chỉ còn lại 1 lít lúa cuối cùng. Bà trưởng giả sợ trộm vét, bèn bỏ vào trong bình, đậy nắp lại chôn dưới đất. Khi ông trưởng giả ở cung vua về, hỏi vợ: "Này bà, tôi đói bụng, còn gì để ăn không?" "Còn 1 ít lúa chôn dưới đất. Hãy đào lên và nấu ăn. Nếu tôi nấu cháo thì ăn được 2 bữa, nếu nấu cơm thì chỉ 1 bữa thôi. Làm theo cách nào?" "Bây giờ chúng ta chẳng còn gì, chỉ ăn bữa cơm rồi chờ chết. Thôi, nấu cơm đi." Bà vợ nấu cơm chia làm 5 phần và đặt phần của ông trưởng giả trước mắt ông. Lúc ấy trên núi Kiền Đà có 1 vị Phật Bích Chi nhập định. Ngài không bao giờ bị đói, nhưng nếu Ngài ra khỏi định, chẳng bao lâu Ngài sẽ đói vì bao tử hoạt động trở lại. Lúc ấy, Ngài quan sát xem nơi nào có thể khất thực. Chúng sanh nào dâng cơm cho Ngài sau khi xuất đại định sẽ được phước báo, làm tổng tư lệnh hoặc cấp ngang hàng. Đức Phật Bích Chi chỉ dùng thiên nhãn quan sát thế giới. Ngài thấy rằng, một trận đói khủng khiếp đã xảy ra trên cõi Diêm Phù Đề. Và tại nhà trưởng giả nọ, chỉ còn 5 người với 1 lít gạo. Liệu họ có đủ thành tín để cúng cho Ngài? Nhận thấy họ rất mực thành tín, Ngài bèn đắp y, mang bát đến trước cửa nhà trưởng giả. Khi ông trưởng giả nhìn thấy Phật, lòng ông tràn đầy niềm vui. Vì quá khứ ta không hề cúng dâng, nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng.
phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Nghĩ thế, ông mời Phật vào nhà, đảnh lễ năm dốc sát đất, thỉnh Ngài ngồi, đem nước rửa chân, kê chân Ngài bằng chiếc nệm vàng và sớt cơm vào bát Phật. Khi ông sớt được phân nửa, Đức Bích Chi dùng tay che miệng bát, tỏ ý không nhận thêm. Ông trưởng giả bạch Phật: Bạch Ngài, chúng con 5 người chung 1 lít gạo, phần cơm này là 1 trong 5 phần được chia. Con không muốn sớt làm hai, con muốn cúng dường Ngài tất cả. Con không mong cầu Ngài ban phước lành cho con hiện đời. Nói xong, ông trút hết cơm vào bát Phật và phát lời nguyện: Bạch Ngài, mong rằng nơi nào con tái sinh, con xin sẽ không bao giờ chịu đói như hiện tại. Con sẽ có đủ thức ăn cho mọi người trên khắp cõi Diêm Phù Đề. Con không phải làm lụng cực nhọc để sống. Con sẽ có 1.250 dựa lúa. Sau khi quét dọn sạch sẽ, con gội đầu và ngồi trước cửa kho. Đúng lúc đó, thóc lúa sẽ rơi đầy kho lẫm. Nơi nào con tái sinh, vợ con là người vợ này. Con trai, con dâu và đầy tớ chính là những người này. Vợ trưởng giả nghĩ: Ta sẽ không ăn khi chồng ta chịu đói. Và bà cũng dâng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: Nơi nào con tái sinh, con không chịu nạn đói lần thứ hai. Con có quyền năng dùng 1 bát cơm cho tất cả người trên cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý mà bát cơm vẫn đầy. Nguyện những người này sẽ là chồng con trai, con dâu và là người giúp việc của con trong kiếp sau. Con trai ông trưởng giả cũng cúng phần cơm của mình với lời nguyện: Con xin không bao giờ bị đói như thế này. Con sẽ có quyền năng chỉ với 1 túi tiền độ 1.000 đồng mà bố thí cho tất cả những người ở cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý, túi tiền vẫn đầy. Cha, mẹ, vợ, người giúp việc chính là những người này. Con dâu cũng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: Con xin không bao giờ bị nạn đói. Con sẽ có 1 cái giỏ đựng thóc giống, cung cấp cho mọi người không hết. Nơi nào con tái sinh, những người này là cha chồng, mẹ chồng, chồng và người giúp việc. Người giúp việc Puma cũng cúng phần cơm của mình cho Phật Bích Chi với lời nguyện: Con sẽ không bao giờ bị đói. Khi con cày đất, 3 luống cày bên mặt, 3 luống cày bên trái và 1 đường cày giữa, cả 7 đường cày đều rộng dài sải tay. Mặc dù ông ta có thể ước nguyện làm tổng tư lệnh, nhưng vì tình cảm liên hệ với gia chủ, ông cũng nguyện: Những người này là ông chủ, bà chủ. Khi mỗi người phát nguyện, Phật Bích Chi đều nói: Sẽ được vậy. Và Ngài nói lời cảm tạ bằng những bài kệ theo cung cách một vị Bích Chi Phật, rồi nghĩ thầm: Bổn phận của ta là làm thỏa nguyện vọng của những chúng sanh này. Ngài thầm bảo: Hãy để những người này nhìn theo thấy ta cho đến tận núi Kiền Đà. Ngài bay lên hư không và họ đứng nhìn theo. Đến nơi, Ngài chia cơm trong bát cho 5 vị Bích Chi Phật. Do thần lực của Ngài, cơm đầy đủ cho tất cả. 5 người vẫn đứng và thấy rõ. Lúc ấy, trời đã quá trưa. Vợ ông trưởng giả rửa sạch nồi cơm, đậy nắp lại và cất đi. Ông trưởng giả đói meo, nằm dài ra ngủ. Đến chiều, ông thức dậy gọi vợ: Này bà, tôi đói quá, bà xem còn sót miếng cơm cháy nào trong nồi không? Bà nhớ kỹ rằng mình đã rửa sạch nồi cất đi, chắc chắn không còn 1 hộp cơm cháy nào. Nhưng thay vì nói không còn gì hết, bà vẫn nói: Tôi sẽ xem thử coi. Bà đi đến nơi cất nồi, dỡ nắp ra, và ngay lúc đó, nồi cơm đầy nhóc, thơm ngào ngạt. Hơn thế nữa, cơm tràn tận miệng nồi, đội cả nắp lên. Chứng kiến việc lạ lùng này, toàn thân bà rung động vui mừng. Bà gọi chồng: Này, ông dậy đi, tôi đã rửa sạch nồi cất đi, mà bây giờ cơm lại đầy nồi,
thơm nghi ngút. Đây là quả phước của việc thiện, quả phước của việc cúng dường. Vậy mà ăn, ông ạ. Bà đem cơm cho chồng và con trai. Khi họ ăn xong, bà cùng ăn với con dâu và sau đó cho người giúp việc Puna. Dù bới bao nhiêu, nồi cơm cũng không giảm. Cứ xúc ra một vá, thì vá cơm khác lại hiện ra. Vào ngày ấy, tất cả vựa lúa kho lẫm trong nhà ông đều đầy thóc. Ông trưởng giả rao khắp thành phố. Lúa thóc hiện đầy đủ trong nhà ông trưởng giả. Tất cả những ai muốn dùng cứ đến lấy. Mọi người đổ xô đến lấy lúa và tất cả dân chúng cõi Diêm Phù đều được lúa thóc. Ông trưởng giả sau khi chết tái sanh vào cõi trời, cõi người, vào thời Phật hiện tại. Sanh trong gia đình giàu có ở Badiya. Vợ ông khi xưa cũng là vợ hiện tại, cả con trai, con dâu, người giúp việc Puna. Do phước báo kể trên, những con cừu vàng lại hiện ra trong sân nhà ông. Tích truyện Pháp Cú, Phẩm Cấu Quế. Ngay cả hồi Phật còn tại thế, các vị thanh văn của Phật vẫn không để thiệt thòi cho ai hỷ cúng thức ăn cho các ngài. Như Tôn giả Xá Lợi Phất độ cho hai vợ chồng Puna, người làm công vất vả được phần công đức không thể nghĩ bàn. Sau đó, cả nhà Puna ba người đều được Phật hóa độ mà chứng thánh quả dự lưu. Chuyện đó được ghi chép trong Tích truyện Pháp Cú, Phẩm Sân Hận. Tại Dương Xá, có một người nghèo tên Puna sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Puna có một người vợ và một con gái tên là Uttara, đều là nô tỳ của trưởng giả. Ngày nọ, lệnh truyền khắp thành Dương Xá tổ chức lễ hội trong 7 hôm. Sáng hôm lễ, trưởng giả Sumana thấy Puna đến, bèn hỏi: "Các người làm thuê cho ta đều nghỉ lễ, còn ngươi nghỉ hay làm?" "Thưa chủ, nghỉ lễ chỉ dành cho người giàu. Phần tôi không đủ cơm ăn cho ngày mai, tôi nghỉ lễ làm gì?" "Tôi sẽ dắt bò đi cày." "Tốt lắm, thôi đi cày đi." Puna bắt một cặp bò mạnh khỏe và lấy cày, nói với vợ: "Mình à, mọi người trong thành đều nghỉ lễ, nhưng nhà mình nghèo quá, tôi vẫn phải đi làm. Mình đem hai phần cơm hôm nay cho tôi nhé." Và Puna ra đồng. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nhập định 7 ngày, thầm nghĩ: "Hôm nay ta sẽ ban phước đến cho ai?" Nhận thấy Puna có duyên với mình, Tôn giả tự hỏi: "Liệu ông ấy có đủ niềm tin và dâng cúng cho ta?" Quan sát tiếp, thấy Puna tính thành, hỷ cúng và còn được hưởng số gia tài lớn. Tôn giả đắp y, mang bát đi đến cánh đồng Puna đang cày. Dừng lại bên đường và nhìn chăm chú một bụi cây. Puna thấy Tôn giả, bỏ cày, đến đảnh lễ nằm dốc sát đất và tự nhủ: "Chắc Tôn giả cần tâm xỉa răng." Ông đem tâm đến cho Tôn giả. Tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát cho Puna. "Chắc Tôn giả cần nước." Puna nghĩ thế, cầm lấy đẩy lượt, lượt nước đầy bát và đem trao Tôn giả. Tôn giả nghĩ: "Người này ở ngôi nhà sau cùng. Nếu ta đi tới cửa, vợ ông ta sẽ không thấy. Ta sẽ đợi đúng lúc bà ta mang cơm ra cho chồng." Tôn giả đứng đợi giây lát. Khi thấy bà vợ Puna bắt đầu ra đến đường, ngài bước đến. Người vợ thấy Tôn giả, tự nghĩ: "Một lần ta có thức ăn thì không gặp, lần khác gặp ngài thì ta lại không có gì để cúng. Hôm nay ta vừa gặp ngài lại có thức ăn, ngài có ban phước cho ta chăng?" Bà đặt giỏ thức ăn xuống, đảnh lễ Tôn giả, nằm dốc sát đất và bạch: "Thưa Tôn giả, xin ngài đừng nghĩ rằng thức ăn ngon hay dở, xin ngài hãy ban phước cho kẻ tôi tớ này." Tôn giả đưa bình bát ra, bà sớt cơm vào bát. Được phân nửa, Tôn giả bảo: "Đủ rồi." Và ngài lấy tay che miệng bát. Người vợ thưa: "Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia làm hai. Xin ngài ban phước cho con đời này
và đời sau. Con muốn cúng dường Ngài tất cả. Bà sớt cơm vào bát Tôn giả với lời ước nguyện: xin cho con được dự vào pháp vị mà Ngài đã chứng. Con sẽ được như thế. Tôn giả đọc câu kệ hồi hướng và ngồi xuống một nơi mát, sạch, thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Puna đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá, bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ: ông ấy bị đói dữ dội đang đợi ta kìa, ông sẽ trách ta đến trễ, lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả, chi bằng ta nói trước. Và bà kêu lên: mình ạ, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả của việc tôi mới làm. Sáng sớm tôi đem cơm cho mình, gặp Tôn giả Xá Lợi Phất và đã cúng dường hết. Về nấu cơm khác nên hơi lâu, chắc mình hài lòng chứ. Bà nói gì? Sau khi nghe xong chuyện lần thứ hai, Puna bảo vợ: mình đã làm việc tốt khi dâng cơm cho Tôn giả. Tôi cũng đã đem tâm và nước súc miệng đến cho Tôn giả sáng nay. Với nỗi vui mừng khi nghe vợ kể chuyện, hơi mệt vì đã nhịn ăn từ sáng sớm, Puna gối đầu lên chân vợ và ngủ. Bấy giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Puna thức giấc, nhìn thửa ruộng bảo vợ: mình nhìn xem, dường như đất biến thành vàng. Hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay? Tôi cũng thấy như vậy. Puna đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất, lấy cán cày đập thử và thấy nó là vàng. Ông kêu: ôi, chúng ta cúng dường Tôn giả Xá Lợi Phất và phước báo đến ngay ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không thể giấu hết chừng ấy vàng để xài riêng. Thế là ông lấy cái giỏ của bà vợ chất đầy vàng, đem đến cung vua, tâu: tâu đại vương, hôm nay đất tôi cày đều biến thành vàng. Số vàng ấy có phải nhập kho không? Ngươi tên gì? Puna. Hôm nay ngươi đã làm gì? Sáng sớm nay tôi dâng Tôn giả Xá Lợi Phất nước và tăm xỉa răng. Vợ tôi dâng phần cơm của tôi cho ngài. Nhà vua giải thích: đó chính là quả phước do việc cúng dường. Ta phải làm gì đây? Xin ngài đưa vài ngàn chiếc xe đến để chở vàng về kho. Khi người của nhà vua nhặt vàng, họ nói: đây là tài sản của nhà vua. Vàng trong tay họ liền biến thành đất. Họ trở lại tâu vua. Vua hỏi: các ngươi nói gì khi nhặt vàng? Chúng tôi nói đó là tài sản của đại vương. Ta mà là ai? Hãy đi và nói rằng đây là tài sản của Puna, rồi nhặt vàng. Họ làm theo lời vua dặn, lập tức đất trong tay họ biến thành vàng. Họ chở hết số vàng này về sân cung điện và chất thành đống cao 80 cubit. Nhà vua cho dời các thị dân đến và hỏi: có ai trong thành có nhiều vàng như thế này chăng? Tâu đại vương, không. Ta nên tặng gì cho ông ấy? Xin cho một cây lộng báo. Hãy gọi ông ấy là đại phú gia, trưởng giả Bahuhana. Đại vương, tôi sống nhờ nhà người, xin cho tôi một nơi để ở. Nhà vua chỉ khoảnh đất của nhà một trưởng giả trước đây, nói: nhìn đây, có khoảng cây rậm rạp và ông hãy dọn sạch, cất nhà ở đấy. Puna cất nhà xong, tổ chức lễ khánh thành, cúng dường trai tăng suốt 7 hôm. Đức Phật thuyết pháp cho ông. Sau bài pháp, cả Puna, vợ và cô con gái Uttara đều chứng quả dự lưu. Qua 2 câu chuyện nêu trên cho thấy, người có tín tâm đối với các vị thánh hàng thanh văn nhị thừa thôi mà còn đạt được phước đức hiện tiền ngay rồi. Huống hồ, Đức Phật là đấng toàn năng toàn giác. Chẳng lẽ lại để cho chúng sanh có duyên với mình bị thiệt thòi hay sao? Trước hết, phải nói rằng, Phật đối với chúng sanh không phải chỉ không làm cho họ bị đọa lạc, dù bất cứ hoàn cảnh nào thôi đâu,
mà còn dìu dắt cho họ an trú vào trong chánh pháp để được an vui giải thoát nữa. Vấn đề tế nhị này, nếu ta đọc trong kinh điển Phật giáo, dù thuộc Đại Thừa hay Nguyên Thủy, sẽ thấy tường tận hơn. Chẳng hạn như vua Ba Tư Nặc là vị vua Phật tử thuần thành và hộ pháp rất đắc lực trong thời Phật còn tại thế. Vua có một bà hoàng hậu yêu quý là Mạc Lị Phu Nhân. Bà hồi còn sống đã giúp vua hiểu biết sâu sắc về lời Phật dạy, giúp vua chiến thắng trong việc cúng dường Phật. Vậy thì sau khi chết, bà tái sanh vào cõi nào? Phật quán xét nhân duyên, thấy bà hiện tại bị đọa vào trong địa ngục đen tối, chịu khổ trong 7 ngày. Nếu nói cho cả nhà vua nghe điều không đáng nói đó, ắt làm cho nhà vua mất tính tâm. Nên Phật không nói ra, để làm cho vua Ba Tư Nặc bị thiệt thòi. Lý do gì khiến cho bà Mạc Lị Phu Nhân bị mắc quả báo trầm trọng như vậy? Sau đây là câu chuyện trong phẩm già của Tích Truyện Pháp Cú có liên quan tới đề tài này. Ngày kia, hoàng hậu Malika vào phòng tắm. Rửa mặt xong, bà cúi người xuống và rửa chân. Không dè con chó cưng của bà cũng vào theo. Nó thấy thế bèn làm hạnh bất tịnh với bà. Và bà cứ để nó tiếp tục. Từ tầng trên cung điện, nhà vua nhìn thấy hết, sau đó mắng nhiếc bà thậm tệ. Bà tìm cách chối quanh, nhưng nhà vua khẳng định: "Chính mắt ta đã thấy, chết tiệt đi, con tiện tỳ khốn kiếp." Bà vẫn chống chế: "Tâu đại vương, thật lạ kỳ, ai bước vào phòng tắm ấy, người ở ngoài nhìn vào đều thấy thành hai." "Mi nói dối." "Nếu bệ hạ không tin, xin hãy vào phòng tắm, thiếp sẽ ở ngoài nhìn vào." Vua quả là thật thà, cả tin nên làm theo lời bà. Đột ngột, bà ở nhà ngoài la thất thanh: "Nhà vua điên khùng kia, sao làm điều ô uế với con dê cái?" "Ái khanh, ta có làm như thế đâu." "Chính mắt thiếp thấy." Vì thế, nhà vua tin lời giải thích của hoàng hậu là ai vào phòng tắm đều bị thấy thành hai. Nhưng Malika cảm thấy bất an. Tuy đã dối gạt được nhà vua vì ông đã là một tên ngu ngốc, nhưng bà đã phạm trọng tội và còn sai quấy khi kết tội nhà vua. Thế Tôn sẽ biết tội của bà. Cả hai đại đệ tử và 80 trưởng lão cũng biết. Tội lỗi trầm trọng biết bao. Trước đó, bà và vua cúng dường rất nhiều của báu, số tiền lên đến 140 triệu đồng. Riêng Đức Như Lai được cúng dường 4 món vô giá: một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Malika lúc hấp hối lại quên hẳn sự cúng dường, chỉ nhớ đến hành động xấu ác mình đã phạm, do đó bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vua Ba Tư Nặc rất yêu bà Malika nên buồn khổ vô cùng. Lễ tang xong, vua đến gặp Phật, ý muốn hỏi xem bà sanh ở đâu. Thế Tôn biết trước nên khôn khéo không để vua nhớ lý do đi đến tịnh xá. Phật cứ thuyết pháp, vua nghe xong hoan hỷ hồi cung. Như thế suốt 7 ngày, vua không thể nào nhớ để hỏi. Còn Malika, sau 7 ngày rên xiết trong địa ngục, được giải thoát và tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Sở dĩ Phật phải làm như thế vì Malika rất được sủng ái. Nếu biết bà, một người có niềm tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều mà rơi vào địa ngục, thì số phận của vua sau này sẽ ra sao? Nhà vua sẽ hiểu sai lạc sanh ra hoài nghi, không tiếp tục cúng dường 500 tỳ kheo nữa, và như thế vua sẽ đọa vào địa ngục. Vào ngày thứ 8, Thế Tôn ra ngoài khất thực một mình. Đến cổng hoàng cung, vua nghe tin, cầm bát của Phật định mang lên sân thượng cung điện, nhưng Phật muốn ngồi ngay nhà để xe. Vua bèn dâng chỗ ngồi nơi đó và cúng dường thức ăn loại cứng, loại mềm. Rồi nhà vua đảnh lễ Phật, hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua. Phật đáp: "Vào cung trời Đâu Xuất, đại vương ạ." Vua vẫn còn buồn khổ nên than:
Bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, con người tôi không còn sống nữa. Phật an ủi: Đại Dương, chớ nên đau lòng. Đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh. Rồi Phật hỏi tiếp: Đại Dương, xe này của ai? Bạch Thế Tôn, của ông tôi. Còn xe này? Của cha tôi, Bạch Thế Tôn. Còn xe kia? Của tôi. Đức Phật bèn dạy: Đại Dương, xe của cha còn tốt hơn xe ông nội. Cũng vậy, xe của Đại Dương còn tốt hơn xe của cha. Sự suy tàn cũng sẽ làm hư hoại thân này. Đại Dương, chỉ có đức hạnh chân chánh mới không hư hoại. Và Phật đọc pháp cú: Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Trên thực tế, người làm lành thì được quả báo lành, người làm ác thì chịu quả báo ác, đều tùy theo duyên nghiệp của mình tạo nhiều hay ít mà thôi, chứ không phải cứ làm ác mà được quả báo lành và sanh vào cõi lành. Đó là vì không tin luật nhân quả nên mới hiểu sai lầm như vậy. Khi quả báo dữ hay lành đến trước trong giờ cận tử nghiệp, thì phải chấp nhận đau khổ hay vui sướng trong một thời gian nào đó, rồi thay thế đắp đổi cho nhau. Như bà Mạc Lị phu nhân chịu đọa đày trong địa ngục suốt 7 ngày rồi sanh lên cõi trời, mà khi còn sống bà đã gieo trồng phước đức chứ không phải mất đi đâu cả. Ngoài ra, câu chuyện còn cho thấy Đức Phật từ mẫn không để cho vua Ba Tư Nặc chịu thiệt thòi về phần công đức cung kính cúng dường tam bảo của vua bấy lâu nay. Vì nói ra làm cho vua bị đọa lạc là điều không thể làm đối với bậc toàn giác. Cho nên cách dùng phương tiện của Phật thật là khéo, hòng giúp cho nhà vua thêm phần lợi ích lớn lao thôi vậy. Thực ra, Đức Phật không chỉ từ mẫn đối với hàng Phật tử như vua Ba Tư Nặc là loại ruộng trung bình Phật gieo trồng thôi đâu, mà ngay cả hàng ngoại đạo cũng có phần. Vì loại ruộng xấu kém này vẫn có thể gặt hái được lúa. Như chuyện của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử là một điển hình. Ma Nạp Quanh Vũ chỉ vì con chó trắng buồn bỏ ăn mà sanh lòng tức giận đối với Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn giải quyết vấn đề tế nhị này hết sức khéo léo, đến nỗi hàng phục được người ngoại đạo này toàn tâm quy phục. Chuyện đó được ghi chép trong Kinh Trung A Hàm như sau. Có lần, Đức Phật du hóa nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp cô độc. Hôm đó, khi đêm đã qua, vào trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào nước Xá Vệ để khất thực. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử. Lúc bấy giờ, Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Trong nhà Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có một con chó trắng đang ăn trong cái chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Rồi con chó trông thấy Đức Phật từ xa đi lại, thấy ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa. Chó trắng nghe nói giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây, nằm xuống thiểu não. Sau đó Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử trở về nhà, thấy chó trắng buồn thiêu như vậy mới hỏi người nhà rằng: Ai đã làm gì động đến con chó của tôi khiến nó đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não vậy? Người nhà trả lời: Chúng tôi không ai làm gì động đến con chó trắng khiến nó nằm buồn thiểu não như vậy đâu. Ma Nạp nên biết hôm nay có Sa Môn Cù Đàm đến đây khất thực, con chó trắng đã thấy liền chạy tới sủa. Sa Môn Cù Đàm nói với con chó trắng rằng: Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa. Này Ma Nạp, chỉ có vậy mà khiến con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não.
Ma Nạp Quanh Vũ Đô đệ tử vừa nghe xong, tức thì nổi giận, muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn quỷ bán Đức Thế Tôn, với ý định vu khống, quỷ bán, hạ nhục Sa Môn Cù Đàm như vậy. Ông liền từ xá vệ ra đi, đến Thắng Lâm, dừng cấp cô độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Đô đệ tử từ xa đến. Ngài bảo các tỳ kheo: các thầy thấy Ma Nạp Quanh Vũ Đô đệ tử đến không? Các tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, có thấy. Đức Thế Tôn bảo: Ma Nạp Quanh Vũ Đô đệ tử bây giờ mà mạng chung thì chắc chắn sẽ sanh vào địa ngục như co duỗi cánh tay trong khoảnh khắc. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sinh nào do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung, ắt đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Rồi Ma Nạp Quanh Vũ Đô đệ tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng: hôm nay Sa Môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không? Đức Thế Tôn trả lời: hôm nay ta có đến nhà ông khất thực. Cù Đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Đức Thế Tôn trả lời: hôm nay, vào lúc trời vừa sáng, ta đắp y, mang bát, vào xá vệ để khất thực. Lần lượt khất thực đến nhà ông, lúc ấy con chó trắng trông thấy ta từ xa đi đến. Thấy ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng rằng: ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ, lại sủa. Vì vậy, con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Ma Nạp Quanh Vũ hỏi Thế Tôn: con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn bảo: thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Ma Nạp Quanh Vũ hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn 3 lần: con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói: thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Đức Thế Tôn lại bảo Ma Nạp: ông hỏi ta đến 3 lần mà không chịu thôi. Ma Nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô Đề vậy. Ma Nạp Quanh Vũ nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn quỷ bán Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, quỷ bán, hạ nhục như vậy, ông nói với Đức Thế Tôn: cha tôi là Đô Đề thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc trai vĩ đại. Sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên Phạm Thiên. Chứ do nhân gì, do duyên gì mà sanh vào loại chó hạ tiện này? Đức Thế Tôn bảo: Đô Đề, cha của ông do bởi tăng thượng mạng ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện. Phạm chí tăng thượng mạng, chết rồi sanh 6 nơi: chó, gà, heo và sói, lừa 5, địa ngục 6. Ma Nạp Quanh Vũ, nếu ông không tin lời ta nói, ông có thể trở về nói với con chó rằng: nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy lên giường. Này Ma Nạp, chó trắng tất trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Này Ma Nạp, chó trắng tất sẽ trở lại ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy cho tôi kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma Nạp, chó trắng chắc chắn chỉ cho ông thấy kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết. Ma Nạp Quanh Vũ nghe những lời Đức Thế Tôn nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong, rồi trở về nhà, nói với con chó trắng rằng: nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng
hãy trở lên giường lớn. Chó trắng liền trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Chó trắng tức thời từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi bốn chân giường. Ma Nạp Oanh Vũ liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng Lâm, Dường Cấp Cô Độc, ba lần xướng lên những lời tán thán Đức Thế Tôn rằng: những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều không hư dối, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều chắc thật, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều như thật. Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ xá vệ đi ra, đến Thắng Lâm, Dường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Oanh Vũ từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo: các thầy có thấy Ma Nạp Oanh Vũ đi đến không? Các tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, có thấy. Đức Thế Tôn bảo: Ma Nạp Oanh Vũ, bây giờ mà mạng chung thì như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sinh nào do bởi thiện tâm thân hoại mạng chung, tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới. Bấy giờ Ma Nạp Oanh Vũ đi đến chỗ Đức Phật cùng thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo: thế nào, này Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng hay không? Đúng như vậy. Ma Nạp Oanh Vũ bạch: bạch Cù Đàm, thật đúng như lời Ngài nói. Kính bạch Cù Đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày. Đức Thế Tôn bảo: tùy ý, ông cứ hỏi. Kính bạch Cù Đàm, do nhân gì, duyên gì, chúng sinh kia đều thọ thân người, mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu, vì sao vậy? Kính bạch Cù Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh, lại thấy kẻ thân hình đầy đủ, có người không đầy đủ, lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức, lại thấy có kẻ nhầm dòng dõi tôn quý, người sanh nhầm dòng dõi ti tiện, lại thấy có kẻ giàu có, người nghèo hèn, lại thấy có kẻ thiện trí, có người trí huệ kém cỏi. Đức Thế Tôn trả lời: chúng sinh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy nơi nghiệp, xứ có cao thấp, mà chúng sinh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Sau đó, Ma Nạp Oanh Vũ bạch Phật giải nói rộng rãi lời trên cho ông ta nghe và hiểu rõ ý nghĩa. Đức Thế Tôn giảng nói xong, Ma Nạp Oanh Vũ đô đệ tử bạch: bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc, kể từ nay trọn đời con tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà đô đề như vào nhà Ưu Bà Tắc khác tại xá vệ, để cho nhà đô đề được lợi nghĩa, được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Đức Phật thuyết như vậy, Ma Nạp Oanh Vũ đô đề tử và vô lượng đại chúng tỳ kheo nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. Ở bài kinh này, ta thấy có hai vấn đề quan trọng cần nêu ra. Nếu vì cớ gì mà ta sanh tâm tức giận đối với bậc thánh hiền, thì đó là chính mình tự chuốc dạ vào thân. Huống gì là đấng Như Lai toàn năng toàn giác. Thực ra, mình làm sao biết được, thấu hiểu được việc làm hay hạnh nguyện của các ngài. Thậm chí, mọi người xung quanh mình
cùng sống chung với nhau, mình cũng không nên khởi tâm xấu ác, vì biết đâu trong số họ có người là Bồ Tát Thị Hiện hay Bậc Tái Lai mà mình không hề hay biết. Cho nên, nếu như mình xúc phạm đến họ, không khéo, chính mình tự mắc lấy quả báo xấu hồi nào không hay. Hơn nữa, lời nói của Bậc Thánh Nhân, một khi tuyên ra là đã có chủ đích rõ ràng và sáng suốt. Các ngài trông xa thấy rộng, những sự việc diễn biến như thế nào, vượt hẳn thường tình của thế gian. Cho nên chúng ta phê phán hay sanh tâm tức giận, vô tình tạo thành nghiệp báo một cách đáng tiếc. Kế tiếp, khi mình làm nhiều việc phước thiện mà sanh tâm cống cao ngã mạn, chỉ là tự mình chiêu lấy tội dạ, đọa vào nẻo ác mà thôi, chứ nào có phước đức gì hơn. Dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm con chó sống trong gia cảnh giàu sang, để hưởng phước ấy mà thôi vậy. Đó chẳng phải là gieo nhân lành mà gặt lấy quả dữ hay sao? Những câu chuyện nêu trên là nói về những người bàng quan thôi, còn những ai cúng dường Phật mà không có tâm cung kính, nghĩ bậy, thì Phật vẫn thể hiện lòng từ bi vô hạn để cứu vớt họ, chứ không để cho họ phải chịu thiệt thòi. Bằng chứng là Puna, là một cô gái đầy tớ nghèo hèn, cúng dường cái bánh lên Thế Tôn mà nghi không biết Ngài có thực ăn không hay ném bỏ đi. Có một ngày, Puna phải giã gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, đốt đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghỉ một lát, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ thần Dabba Dhammala có nhiệm vụ đưa chư tỳ kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp, ông dùng thần thông làm ngón tay sáng lên như một ngọn đèn và đi trước dẫn đường, các tỳ kheo theo sau. Ánh sáng khiến Puna chú ý đến các sa môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm, mình làm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ, còn các tỳ kheo tôn kính kia sao không ngủ được. Và cô đi đến kết luận, chắc có thầy nào đau ốm hay bị rắn cắn gì đây. Sáng sớm hôm sau, Puna lấy một ít cám nhồi với nước lạnh, nắn bánh và đem nướng. Sau khi nướng xong, cô đem bánh, nước uống đi ra bờ sông tắm, dự định sẽ ăn bánh trên đường đi. Lúc ấy, Đức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khất thực. Puna thấy Ngài, thầm nghĩ, có mấy hôm gặp Phật, ta không có gì để cúng dường, hoặc có thức ăn lại không gặp Phật. Hôm nay gặp Phật lại là lúc mình có sẵn bánh đây. Nếu Ngài không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường Ngài. Và cô đặt bình nước xuống bên đường, chào Đức Phật và thưa, Bạch Thế Tôn, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con. Phật nhìn sang A Nan, tôn giả cầm bát vốn là quà tặng của một đại vương, trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh cám nướng. Puna đảnh lễ Phật, nằm dốc sát đất và bạch, Bạch Thế Tôn, xin cho chân lý Ngài chứng ngộ, con cũng được dự phần. Con sẽ được như vậy. Và đứng ngay tại chỗ, Thế Tôn nói lời chúc phúc. Nhưng Puna vẫn nghĩ, mặc dù Thế Tôn ban phước cho ta khi Ngài nhận bánh, nhưng chắc Ngài không ăn. Chắc Ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó. Rồi Ngài đến một nhà ông hoàng hay vị đế vương nào đó nhận thức ăn thượng vị. Đức Phật biết Puna nghĩ như thế, nên Ngài nhìn A Nan, tỏ dấu muốn ngồi. Tôn giả trải tọa cụ, Đức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn bánh nướng. Chư thiên các tầng trời bèn đổ mật ong, thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người trên khắp các cõi nước, vào chiếc bánh khô cứng của Puna. Puna đứng nhìn Ngài thọ thực. Khi Thế Tôn ăn xong, A Nan dâng nước. Vào cuối bữa ăn sáng này, Thế Tôn quở Puna. Này Puna, tại sao người phỉ báng đồ đệ ta? Bạch Thế Tôn, con đâu có. Vậy ngươi nói gì khi thấy họ? Bạch Thế Tôn,
con nghĩ đơn giản rằng con bị bắt buộc làm việc nên không đi ngủ được. Còn các sa môn tôn kính kia vì sao không ngủ? Có thể một vài vị vì bị bệnh hoặc rắn cắn chi đây? Thế Tôn nghe xong, dạy Puna. Này Puna, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ, nhưng các đệ tử của ta luôn luôn tỉnh giấc nên không ngủ. Ngài nói kệ, những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Nghe xong, Puna liền chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Mục đích của câu chuyện muốn nói rằng, bất cứ ai cúng dường Đức Thế Tôn thì chỉ nên thành tâm đối với phẩm vật của mình thôi, chứ không nên sanh tâm nghi ngờ, so đo bất kính. Ngay cả đối với chư tăng, mình đem đồ cúng dường với lòng thành kính, với niềm hoan hỷ, dù là vật bé nhỏ ít ỏi thôi cũng thành tựu công đức, còn hơn cúng dường nhiều với tâm ngã mạn. Còn người mà có tâm đối với chánh pháp, tức có duyên với Phật, nhưng chẳng may sẽ gặp nạn chết sớm, điều mà Phật biết trước được, Phật cũng mở rộng lòng từ cứu giúp cho người ấy được sanh vào cõi lành. Như câu chuyện cô bé dệt vải, Phật quá độ cho chứng quả dự lưu trước khi bị chết bất ngờ. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi. Dân chúng Alavi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn. Hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng, đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định. Cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng, như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời, và như một người gan dạ thấy rắn từ xa đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong lại trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ. Lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu. Phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên. Cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày, sáng sớm Thế Tôn quán sáng thế gian, Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi, những gì sẽ xảy ra? Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ, ta sẽ đến Alavi và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói pháp cú. Đời này thật mù quáng. Nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tịnh xá Agalava. Dân chúng Alavi nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tịnh xá thỉnh Phật thọ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ, Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính, dung mạo như trăng rằm, Đức Cồ Đàm Phật Đà. Cô tự nhủ, bây giờ lần đầu trong 3 năm nay ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng pháp di diệu thấm đầy mật ngọt. Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô, này con, trên khung cửi của cha còn một khổ vải chưa dệt xong, cha phải dệt xong hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thoi cho đầy và mang gấp đến cha. Cô gái nghĩ thầm, ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe pháp hay đánh sợ cho cha ta? Cô nghĩ tiếp, nếu ta không mang thoi đến,
cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợi cho đầy mấy con thoi, đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng A-la-vi đợi chờ Thế Tôn cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ: ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng pháp. Vì thế, Ngài ngồi im. Thính chúng cũng lặng yên chờ đợi. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh thoi xong, bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài dòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô, và cô hiểu ý Ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong pháp hội, tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe pháp vào ngay lúc này. Vì sao Đức Thế Tôn chú ý cô bé? Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp, cô sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô sẽ không biết ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Với dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn, chiêm ngưỡng dần hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng xung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô: con từ đâu đến đây? Bạch Thế Tôn, con không biết. Con sẽ đi đến đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết. Con biết hay không biết? Bạch Thế Tôn, con biết. Con không biết phải chăng? Bạch Thế Tôn, con không biết. Sau bốn câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào: coi kìa, con bé, con lão thợ dệt nói như đùa với Thế Tôn. Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp từ nhà thợ dệt chứ. Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là đi đến xưởng dệt mới phải chứ. Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé: này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết? Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết rằng con từ nhà cha con là người thợ dệt đến đây. Vì thế, khi Ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra đây. Nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này. Phật khen ngợi: lành thay, lành thay. Này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài hỏi tiếp: khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết? Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết con đến xưởng dệt với giỏ thoi trên tay. Nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu ấy là khi rời khỏi đây, con tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết, con chưa biết sinh về đâu. Con trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp: khi ta hỏi con biết hay không? Vì sao con trả lời con biết? Bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết, nên con đáp như thế. Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ ba, hỏi tiếp: vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết? Bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời không biết. Đức Phật khen ngợi lần thứ tư: con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài dạy thính chúng: các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù. Chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này. Ngài nói kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Cuối thời pháp, cô bé chứng quả dự lưu.
cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửi. Không biết cha đang ngủ, cô đưa giỏ thoi vào. Giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi, gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy, tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé, cô ngã ra chết. Sanh lên cõi trời đâu xuất. Cha cô giật mình, thấy con gái mình nằm sóng sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc: "Không có ai cứu khổ cho ta." Ông đi đến chỗ Phật, kể lại mọi việc và nói: "Bạch Thế Tôn, xin cứu con." Đức Phật an ủi: "Chớ ưu sầu, này thiện nam tử. Trong dòng luân hồi vô tận, người đã từng khóc con nước mắt nhiều hơn nước bốn bể." Đức Phật nói về dòng luân hồi vô tận, người thợ dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Đó là kể những chuyện đối với người thế gian. Riêng những vị xuất gia trong giáo pháp của Phật, Phật vẫn quan tâm tới, không để cho bất cứ ai bị thiệt thòi. Chẳng hạn như một người ngoại đạo Bà La Môn muốn xuất gia nhưng bị từ chối vì trong hàng đệ tử của Ngài không ai có khả năng đón nhận. Phật thấy được tâm ý của người đó và biết rằng người này nếu xuất gia sẽ chứng thánh quả. Phật liền dùng phương tiện cứu vớt ngay chứ không bỏ sót. Câu chuyện sau đây được trích trong phẩm Hiền Trí trong Tích Truyện Pháp Cú. Trước khi trở thành sa môn, Raha là một bà la môn nghèo ở Xá Vệ, quyết định đi tu. Anh đến tịnh xá, làm đủ các việc, cắt cỏ, quét phòng, xách nước, rửa mặt. Các tỳ kheo đối xử với anh rất tử tế, nhưng không chịu nhận anh vào tăng đoàn. Kết quả là anh ngày càng ốm đi. Một sáng nọ, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy người bà La Môn có thể chứng quả A-la-hán. Ngài giả vờ dạo quanh tịnh xá, đến chỗ bà La Môn hỏi: "Bà La Môn, anh làm gì ở đây?" "Bạch Thế Tôn, con làm mọi việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo." "Anh có được đối xử tử tế không?" "Bạch Thế Tôn, có. Con được ăn thức ăn đầy đủ, nhưng quý thầy không cho con xuất gia." Phật liền nhóm họp các tỳ kheo hỏi: "Này các tỳ kheo, có ai nhớ một việc làm nào của bà La Môn kia không?" Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa: "Bạch Thế Tôn, khi con khất thực ở thành Dương Xá, anh ta cúng cho con một muỗng đầy thức ăn của chính anh ta. Con nhớ rõ nghĩa cử đó." "Này Xá Lợi Phất, một người đã làm một việc như thế, không xứng đáng thoát khỏi phiền não sao?" "Thưa vâng, con sẽ thu nhận anh ta vào tăng đoàn." Sau khi gia nhập tăng chúng, anh ta được một chỗ ngồi trong trai đường ở vòng ngoài. Cháo và những thức ăn khác lâu ngày khiến anh cũng phát chán. Trưởng lão Xá Lợi Phất cho anh ta đi khất thực chung, thường xuyên răn nhắc, chỉ giáo: "Con phải làm điều này, không nên làm điều nọ." Vị tỳ kheo cung kính tuân theo, hành đúng như lời dạy, đến nỗi chỉ trong ít ngày chứng A-la-hán. Trưởng lão cùng ông đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và ngồi xuống. Phật đón tiếp thân thiện, hỏi: "Xá Lợi Phất, đệ tử ông có dễ dạy không?" "Vâng Thế Tôn, thầy dễ dạy. Bất cứ lỗi gì con chỉ, thầy không hề chống trái." "Xá Lợi Phất, nếu ông có đệ tử như tỳ kheo này, ông sẽ nhận có bao nhiêu người?" "Con sẽ nhận hết, Bạch Thế Tôn." Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường. Trưởng lão Xá Lợi Phất là người có lòng biết ơn, một bà la môn nghèo chỉ cúng cho ông một muỗng thức ăn, cũng biết ơn và cho xuất gia làm đệ tử. Lại nữa, Tôn giả Raha, người chịu khó nghe lời răn nhắc, đã có được một vị thầy kiên nhẫn chỉ dạy. Phật nghe vậy bèn bảo: "Các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Xá Lợi Phất tỏ lòng biết ơn. Trong một tiền kiếp,
ông ấy đã từng như thế. Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh Alinasita như sau. Alinasita, kẻ cường địch phải thảm bại. Alinasita, bắt sống vua nước Kosala, người bất mãn quân mình. Cũng vậy, tỳ kheo tinh tấn, theo hướng dẫn đúng tu hành, nhờ tu tập phạm hạnh, niết bàn đã đạt đến. Khi chín mùi nhân duyên thời tiết, sẽ cởi tháo hết mọi buộc ràng. Phật bảo tiếp, thuở ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất là con voi đơn độc, đã tặng con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn chữa chân đau. Và Phật nhắc đến tôn giả Raha. Các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành giới luật như Raha, và khi bị khiển trách, không nên bất bình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu. Rồi Ngài nói pháp cú. Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Ngay cả kẻ ngoại đạo có biệt tài gõ đầu lâu, biết người chết đó sanh vào cảnh giới nào, rất được nhiều người tin theo. Thế nhưng khi gặp Phật, anh ta đành chấp nhận cúi đầu làm đệ tử của Phật để được Phật chỉ dạy. Phật không để cho anh ta thiệt thòi, mà nhờ đó anh ta chứng đắc thánh quả ngay trong giáo pháp của Phật. Trong tích truyện Pháp Cú, Phẩm Bà La Môn cuối cùng có kể câu chuyện này. Thuở ấy, tại thành Dương Xá, có một người Bà La Môn tên Vagisa, có tài biết được người chết sanh về đâu. Ông cứ việc gõ lên chiếc đầu lâu rồi nói: người có chiếc đầu lâu này đã bị đọa địa ngục, người kia đã quá kiếp làm súc sanh, người này vào đường ngạ quỷ. Đầu lâu kia là của một người đã sanh trở lại cõi người. Một nhóm người Bà La Môn suy tính: chúng ta có thể dùng người này để chinh phục lòng tin mọi người. Họ khoác lên mình Vagisa hai chiếc áo rộng màu đỏ, đưa ông đi khắp vùng và loan báo: người Bà La Môn Vagisa này có thể gõ vào đầu lâu người chết và biết người chết đã sanh ở cõi nào. Các bạn mau mau đến hỏi xem người thân của mình chết rồi đi đâu. Người ta kéo nhau đến, người đưa 10 đồng, kẻ 20 đồng hoặc cả 100 đồng tùy túi tiền, rồi hỏi về số phận của những người thân đã chết của họ. Lang thang khắp nơi, một hôm đến thành Xá Vệ, họ ở lại gần Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau bữa ăn sáng, thấy người người lũ lượt cầm hương hoa các thứ đi nghe giảng pháp, những người Bà La Môn liền hỏi: các ông các bà đi đâu vậy? Đến Tịnh Xá nghe pháp. Nghe pháp thì được gì? Không có ai hơn ông bạn Vagisa của chúng tôi đâu. Ông ấy mà gõ lên đầu lâu người chết là biết được người ấy tái sanh về đâu. Các ông bà đến hỏi thăm về người thân của mình đi. Nhóm Phật tử đáp: cái ông Vagisa ấy biết gì, đâu có ai bằng được Đức Thế Tôn. Bọn Bà La Môn cãi: không ai bằng Vagisa. Hai bên tranh luận om sòm. Cuối cùng nhóm Phật tử bảo: chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử ông Vagisa của các ông hay Đức Thế Tôn của chúng tôi ai hơn nhé. Họ kéo nhau đến Tịnh Xá. Đức Phật biết hết chuyện nên cho lấy 5 chiếc sọ, đặt thành một hàng. Sọ thứ nhất của một người đã bị đọa địa ngục, sọ thứ hai bị đọa làm súc sanh, sọ thứ ba vào cõi người, sọ thứ tư sanh về cõi trời, và sọ thứ năm của một vị đã đắc A-la-hán. Khi mọi người đến nơi, Phật hỏi Vagisa: người ta nói ông có thể gõ vào sọ người chết và nói được người đó đã đi về cõi nào phải không? Vâng. Vậy sọ này của ai? Đây là sọ một người đã bị đọa địa ngục. Hay thay. Đức Phật tán thán xong, hỏi về 3 chiếc sọ kế tiếp. Y đều trả lời đúng. Sau mỗi câu trả lời đúng, Đức Phật lại tán thán:
Cuối cùng, ngài hỏi về chiếc sọ thứ năm. Sọ này của ai? Vanghisa gõ lên đầu lâu, rồi thú thật không biết người ấy đã sanh về đâu. Đức Phật nói, Vanghisa, ông không biết ư? Thưa không, con không biết. Ta biết. Vanghisa thỉnh cầu, xin ngài hãy dạy cho con thuật này. Ta không thể dạy cho một người không phải sa môn. Ông Bà La Môn nghĩ, giá ta biết được huyễn thuật này, ta sẽ là một người số một trên toàn cõi Ấn Độ. Y bảo những người Bà La Môn đồng bọn, các bạn hãy đi tìm chỗ ở lại đâu đó vài ngày, tôi định xuất gia làm sa môn. Y xin xuất gia làm sa môn đệ tử Phật và được gia nhập tăng đoàn. Các thầy tỳ kheo gọi là tôn giả Vanghisa. Đức Phật trao cho thầy tỳ kheo đề mục thiền quán là 32 thứ cấu tạo nên thân. Ông phải lặp đi lặp lại cho thuộc những thứ này mới học quyển thuật kia được. Thầy y theo lời Phật dặn, các người Bà La Môn thỉnh thoảng đến thăm chừng, hỏi, ông học được quyển thuật chưa? Xin các bạn đợi ít lâu, tôi đang học đây. Vài ngày sau, thầy đắc A-La-Hán. Khi những người Bà La Môn đến nữa, thầy nói, này các huynh đệ, bây giờ tôi không thể học nó. Các thầy tỳ kheo nghe vậy, bèn đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối, phạm tội vọng ngữ. Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, chớ nói thế, ông ấy giờ đây biết hết đường sanh tử của chúng sanh. Ngài nói kệ, ai hiểu rõ hoàn toàn, sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt châu giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai, loài trời, người, cùng với càn thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Ta thấy Đức Phật quả là từ bi, không bỏ sót một chúng sanh nào có duyên với Ngài. Đạo Phật là đạo giải thoát sanh tử khổ đau. Ai đã sanh trong giáo pháp của Đức Phật đều tận hưởng mùi vị của đạo pháp cả. Phật không chấp nhận một người khi đã xuất gia rồi mà không phấn đấu để đưa đến quả vị giải thoát. Cho nên, trong thời Phật còn tại thế, bất cứ vị nào phấn đấu tu hành cho được ngộ đạo mà Phật biết được, Ngài đều đến tận nơi trợ duyên cho chứng đắc thánh quả liền, chứ không bị thiệt thòi. Ngay cả đến một vị sa di nhỏ tuổi, chính xác là 7 tuổi, có tâm mong muốn giải quyết sanh tử ngay trong kiếp này, dù tu hành cố gắng hết sức trong công phu tu tập mà chưa chứng đắc, thì Phật vẫn dùng phương tiện giúp cho một cách trọn vẹn. Chẳng hạn như câu chuyện của Sa Di Hiền Trí là một điển hình đáng khích lệ cho người xuất gia. Giác ngộ trước sự việc xảy ra trong khi đi khất thực, nên chú mong mỏi sẽ chứng thánh quả. Và sự kiện đó làm cho không những Phật mà cả các vị trời cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho đến khi chú thành tựu đạo quả ngay trong buổi sáng hôm ấy mới thôi. Lên 7, Sa Di Pandita muốn đi tu. Chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến tịnh xá, rồi được trưởng lão Xá Lợi Phất cạo tóc, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời, chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Pandita ở lại 7 ngày cúng dường trong tịnh xá rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng, trễ hơn các tỳ kheo vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp tịnh xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc dứt ném bừa bãi, mất trật tự. Vì ngài không muốn cho ngoại đạo vào tịnh xá có dịp chê bai, hãy xem thói tật của đệ tử ẩn sĩ Cồ Đàm kìa. Chú bé chưa biết cách đắp y, ôm bát, nên phải theo sát thầy, sau khi đã được thầy chỉ dạy. Trên đường đi, chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng, thắc mắc hỏi thầy,
Thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển, dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn, thế sao con người có trí lại không kiểm soát, điều phục tâm mình để chứng quả A-la-hán? Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm tên đang hơ mũi tên và gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn, sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán? Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đeo căm, dành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như trước, nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm bánh xe, chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó, chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ, chú nhỏ sa di này mới vào tăng đoàn mà đã nói năng như thể ta là ông Phật nhỏ hơn. Ngược lại, ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy, nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của ngài không được, thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Sa-di Pandita dâng lời thầy, mở cửa thất vào tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nói lên, ngài hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ nên ra lệnh. Tứ Thiên Dương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong giường tịnh xá và gác bốn góc. Thần Mặt Trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần Mặt Trời, hãy giữ mặt trời lại. Rồi Đế Thích hiện hình người, đi đến chỗ treo sợi dây, mở và đóng cửa, đứng gác. Không một tiếng động nào trong tịnh xá trừ tiếng lá rơi. Tâm chú Sa Di an tĩnh, và chỉ trong khoảng bữa ăn, chú điều phục được tâm ý và chứng tam quả. Trong lúc đó, trưởng lão đến nhà thí chủ, ngài biết rõ là rất kính mến ngài để khất thực. Họ dâng thức ăn đúng món chú Sa Di thích và xin ngài thọ thực xong sẽ mang thức ăn về cho Sa Di. Trưởng lão nghĩ đệ tử mình chắc đói lắm, nên độ xong vội vàng về tịnh xá. Sáng sớm, Thế Tôn dùng điểm tâm xong đến tịnh xá. Ngài thấy hết diễn biến về Sa Di Pandita và cũng biết là chú sẽ chứng A-la-hán trước bữa ăn. Như thế, nếu trưởng lão về đến tịnh xá đưa thức ăn sẽ gây trở ngại trong lúc chú đang thiền quán. Vì vậy, Thế Tôn đến chờ trưởng lão tại thất và hỏi ngài bốn câu. Xá Lợi Phất, ông mang gì thế? Bạch Thế Tôn, thức ăn. Thức ăn mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, cảm thọ. Cảm thọ mang lại cái gì? Sắc chất, Bạch Thế Tôn. Sắc chất mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, xúc. Ý nghĩa như thế này. Một người đói được ăn, thức ăn sẽ làm hết đói và mang thọ lạc. Từ thọ lạc, thân sẽ đẹp, tốt thêm, nên nói rằng từ thọ sinh sắc. Được sắc thân như thế, người đó sanh tâm hoan hỷ. Do đó, khi ngồi hoặc nằm, đều được xúc hoan hỷ. Trong thời gian bốn câu hỏi và đáp liên tục, thì chú Sa Di chứng A-la-hán cùng các thần thông. Thế Tôn lúc đó mới bảo trưởng lão đưa thức ăn cho Sa Di. Trưởng lão dâng lệnh đến thất gõ cửa. Chú bước ra, bưng lấy bình bát để qua một bên, cầm quạt lá cọ quạt cho trưởng lão. Được thầy bảo ăn, chú mới ăn. Thế là chú bé 7 tuổi đã là sa môn vào ngày thứ 8. Như một bông huệ nở tươi mát, ngồi xuống thực hành các pháp quán chiếu tự tâm, rồi thọ thực. Rửa và cất bát xong, hai vị thần trả tự do cho mặt trời và mặt trăng. Tứ Thiên Dương thôi không gác bốn góc. Đế Thích cũng ngưng gác cửa,
và mặt trời đang giữa trưa bỗng lặn mất. Tích truyện Pháp Cú, phẩm Hiền Trí. Nhưng đối với những vị xuất gia tu hành lệch lạc, nghĩa là chỉ giảng kinh thuyết pháp mà không lo tu tập để thực chứng và tận hưởng pháp lạc, Phật khéo dùng phương tiện quở trách, ân cần nhắc nhở để dẫn dắt đệ tử đi vào trung đạo. Như trường hợp Pothila là một vị trưởng lão pháp sư thông cả tam tạng kinh điển nhưng chưa dứt hết lậu hoặc trong giáo pháp của Phật, Phật cũng dìu dắt cho mà thành đạo quả một cách lạ lùng. Trưởng lão Pothila thông thuộc tam tạng trong thời đại của bảy đức Phật, là người tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 tỳ kheo. Một ngày nọ, đức Phật nhủ thầm: nếu có dịp, ta sẽ khuyến khích trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Và từ đó, mỗi khi tôn giả đến bên Thế Tôn, Ngài thường gọi: hãy đến đây, Pothila rỗng. Hoặc: chào ông Pothila rỗng. Ngồi xuống, Pothila rỗng. Hãy đi, Pothila rỗng. Và khi trưởng lão ra đi, Ngài còn nói theo: Pothila rỗng đã đi. Trưởng lão Pothila tự nghĩ: ta thông thuộc tam tạng và đọc suốt chú giải, ta là giáo thọ của 500 tỳ kheo, 18 hội chúng, vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn gọi ta là Pothila rỗng, chắc chắn vì ta chưa phát triển chánh định nên Ngài gọi ta như vậy. Rất kích động, trưởng lão quyết định vào rừng thiền định. Chiều hôm ấy, Ngài sắp xếp y bát và vào chập tối, đi lẫn trong hàng người nghe kinh. Các tỳ kheo đang tụng kinh không để ý đó là thầy của mình. Pothila đi được một khoảng đường 120 dặm, cuối cùng đến khu rừng có 30 vị tỳ kheo đang ẩn cư. Đến nơi, Ngài chào vị trưởng chúng và nói: bạch trưởng lão, xin hãy chỉ giáo cho tôi. Tôn giả, Ngài là giảng sư, chúng tôi còn phải học với Ngài, sao Ngài nói thế? Thưa Ngài, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy tôi. Thật ra, tất cả các tỳ kheo này đều chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão đệ nhất nghĩ thầm: vị tỳ kheo này vì học rộng chắc sẽ cao ngạo, và vì thế đưa Pothila sang vị trí thứ hai, người thứ hai lại đưa xuống cho người thứ ba, và cứ thế họ đẩy Pothila đến người trẻ nhất trong nhóm, một chú sa di 7 tuổi đang ngồi giá y. Như thế kiêu khí của Pothila đã giảm rất nhiều. Pothila đến bên chú sa di, chắp tay cung kính: đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Ơ kìa, giáo sư, Ngài nói gì thế? Ngài hơn tôi về tuổi tác và học vấn, tôi còn phải học với Ngài. Đại đức, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thưa tôn giả, nếu Ngài kiên nhẫn, tôi sẽ chỉ cho. Tôi sẽ kiên nhẫn, nếu Ngài bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Chú Sa Di chỉ một cái ao cách đó không xa, bảo Pothila: Ngài hãy xuống ao để cả y áo. Chú biết rằng Pothila mặc y đẹp, đắt giá, nói thử như vậy để xem Pothila có dễ dạy không. Vừa nói xong, Pothila đã nhảy xuống ao, y áo ướt sũng. Chú Sa Di kêu lên: hãy đến đây. Lập tức Pothila leo lên và đến gần chú. Chú bảo: này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với 6 cửa, một con tắc kè chui vào hang, người nào muốn bắt nó phải bích 5 cửa hang, chừa lại một cửa là sẽ tóm được tắc kè. Như thế, Ngài nên đóng hết 5 căn và tập trung vào ý căn. Với một người thông minh như Pothila, câu nói của chú Sa Di đã soi sáng vấn đề. Như thế đã đủ, đại đức. Pothila tập trung tư tưởng, quán sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ. Ngài quá hiện trước tôn giả, nói kệ: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt.
biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Nghe xong, Bodhila đắc quả A-la-hán. Sự kiên nhẫn và hạ thấp mình để học hỏi của vị pháp sư trưởng lão này thật đáng noi gương. Ngài biết mình bị Phật quở, nên tỏ ra hổ thẹn mà hết lòng tu học, không câu nệ người chỉ dạy mình là thế nào. Cần nhất là vị đó đã thể nhập được đạo quả mà thôi. Nói tóm lại, khi Phật còn tại thế, bất cứ chúng sanh nào biết đến Phật, sống trong giáo đoàn của Phật, dù người đó trong hoàn cảnh nào cũng đều được Phật giáo hóa, đem lại sự lợi ích thiết thực là chứng đắc thánh quả như nhau, tùy theo năng lực nhận thức và tu tập của mình. Thậm chí, có kẻ hồ đồ hay có ác tâm hại Phật hay phỉ báng Phật, nhưng chỉ cần một tâm niệm hướng thiện thôi, Phật cũng cho vào đạo Ngài một cách xứng đáng. Cho đến ngày nay, chúng ta sống cách xa Phật hơn 25 thế kỷ. Song, nếu ai thấy được Phật tánh của chính mình là tánh giác ngộ sẵn có mà sống trọn vẹn, thì duyên lành đó làm nhân để thành Phật quả sau này. Thế thì người ở thời mặt Pháp cũng đâu có gì là thiệt thòi đâu. Cho nên biết, nếu ai chỉ cần gặp Phật một lần trong đời, thảy đều là duyên hy hữu, mà có lẽ do nhiều đời mình đã gieo trồng duyên lành đối với Phật Pháp rồi vậy. Thế thì, chúng ta không phải mặc cảm với chính mình, không biết bao giờ gặp Phật, được Phật độ cho thành chánh quả. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu